Ở vô luôn, ở vô luôn. Kênh Nhu Nhỏ Miền Tây nha. Nếu chiều nay đi xuống ở dưới cái hầm mới này mò mớ cá dạng bầu chú mà không biết có không nữa nè. Cái hầm này hồi nào giờ mình chưa có xuống nha, mà nó hơi sâu nha ông bảo chú. Thôi ông bảo chú theo chân mình coi có không, mình với Dung lớn đi đó. Thôi đi. Quên rồi mày. Xong rồi công an tới nhà cộng đi luôn. Quá. Lại quên mang bao tay nữa. Có mà tao thấy heo dưới rồi đó. Mày ngồi của nó có bu chứ quán gì đây? Mày bắt quán rồi mà tắm mày. Quá chỗ quán luôn nè. Bắt cái gì gặp cái gì bắt lấy chứ. Cái nào ăn được ăn à. Nhiều khi coi bù lon con tán thôi đừng không bắt thôi. Thank you.
sâu không đó nè. À nước nóng quá. Tái tạo da chứ là tái. Ừ, tái tạo da. Làn da trắng mịn màng. Giờ bên em lớn dưới mà tái xuống. Thấy có cá nhẹ ở bên kia. Này cá đâu trốn nó hết rồi chàng. Vô được phép. Nước này quá đẹp. Ốc. Không có cá. Chắc bữa nay mò ốc với mò gì ấy gì ăn luôn. Em đây coi nhung quá trời ốc luôn rồi, bắt ốc đi. Ốc đi về. Ừ. Để đây. Bây giờ chưa có con cá nào hết trơn. Trời ơi. Hang thì một đống luôn mà cá thì không có con nào. Trời ơi, mình đi theo cái đường trụ cái cuối không ơi. Cái đường viền rắn à. Nước cái chảy ụng ụng luôn. Ủa, ừ, mình cũng có con nè. Để đây coi. Bung bung chiên chiên. Được không? Cái luôn. Dạ. Cái đồ vợ. Có à? Cái nằm theo cái đường này, cái gì anh vậy? Chúng ta giờ không có nước mắm hấp rồi đó. Tôi muốn ăn lỡ. Chúng ta thấy tôi muốn luôn. Ồ. Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng con rồi. Ừ, dạ. Nha. Cái giảm gì anh? Chị cậu có con lấy hên là thấy được ok đó. Ui, thấy con lọc rồi đó. Được hả? Thôi ha. Mặn trong cái dạnh nè. Đấy vô con bự nữa. Đá. Ôi trời ơi, đồ đồ đồ. Ôi là thèn, con cá nó bự. Tui á. Trời ơi, trời tức quá à. Cá bự chà bá luôn. Nước trống mà chảy vậy. Dạ. À, đúng rồi, đúng rồi. Ồ. Tôi dựng nhảy. Có lý rồi đó mày. Nãy giờ cũng được 4 con. Ôi trời ơi. Trời thiệt ơi. Thở tay vô mà cá nhảy ra luôn.
dở dữ vậy, ốc một đống luôn. Có gì dính nhiều đó. Dạ, dạ. Ủa cái hang bóng lưỡng mà Dung ơi, được điều bên đây hang ngóc chưa? Được mấy cái lồng rồng nè. Mày ngồi. 18 xúc. 18 xúc á. Cái cục huy. Đây đi. Cái hang bóng lưỡng đó nè. Leo núi. Lãng rồi cái chuyện qua. Chuyện qua tại bể mình bác. Hello. Mình leo lên trên cái dốc này cả nhà đi một cái hay nhìn đi hay ra là cảnh núi luôn hết đã. Bây giờ mình đi xuống mình đi kiếm cá mà nãy giờ được có nhiều. Có được nhiều à? Thôi đi. Đi có chừng lỡ nha. Ra cảnh núi vậy đó. Bây giờ có thấy cái cảnh này chưa? Bỏ cái đường này chưa? Đi vào bên phía bên kia đó mà. Gì kỳ vậy? Bò đi chứ. Quá dính dính. Cá nhà ơi. Đường này cá dữ ta. Im mà. Chích này cái này ra nhôm thuốc bẩn á. Chích ấy ra. Chích ra những lọng ra. Gì vậy? Cái giò. Cái này có cái bao gì ở đây hả? À? Dính nào? Mẹ ngồi dính đây kìa. Trời vừa nhung không? Nhung ơi. Rồi cái đó thứ này phải không? Hả? Không phải rồi lên. Thiệt hả? Ừ. Bên này. Ui da cậu. Nó đeo cái cây á. Vô vô. Cái đường này nó vô à. Bây giờ mình đi chứ cái đường này vô bắt không vậy chứ. Tại giá trời đau lắm trời. Cái này thì dính này chứ mà. Ừ đi vậy.
Trời ơi trời, quá cá rồi Nhung ơi. Dĩ Nhung. Ôi trời 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 trời. Trời ơi trời 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 trời. Trời ơi. Không ngờ bữa nay đi xuống này nghe ổ luôn rồi nè. Kìa cái bao gì nữa kìa. Ai? Mẹ cái gì mà lao hỏa vậy Tiện? Ôi trời ơi, trời ơi, cá bự. Ui. Nó là sợ cái gì nữa rồi. Cái gì lắm hay vô lớn? Cái gì quá nhỉ? Bây giờ nó đâu? Chiều lao sợ bắt nhả vậy hả? Cái gì người nói với Nhung? Cá hàm quá à. Ghê trời. Trời. Bày áo luôn gì? Ôi con ếch nó bay vô áo luôn rồi. Đâu sao? Trời ơi đâu? Thằng ơi đã vậy? Dịch đâu hả? Nè. Trời khát ơi. Ở luôn, ở luôn. Chuyển đi nha. Đang mò cái chuột chưa. Ây da. Vô mảnh rồi. Đi chung cái đường này là cái đường. Ôi trời ơi, cá vậy. Mẹ ngồi cái gì vậy Tạng? Trời ơi. Lỡ làm quay Nhung. Thầy ngồi cá bay quá trời luôn rồi. Ủa bay mặt tôi. Ủa cái nẻ cái ấy rồi trời. Thôi bỏ cái đi văn ghê luôn nè cái nhà. Trời ơi. Ôi trời. Giờ này cãi gì lắm nè Nhung ơi. Vui ra ngoài quay Nhung ơi. Ôi ôi ôi. Ôi trời. Trở lên cho. Cái mày ngồi con cái giò nè bà Tám. Hả? Đâu? Cái giò nè. Cặn Nhung không? Đặng Nhung. Đâu? Đi à? Hết biết thá rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con ếch nữa kìa. Ủa. Cái đường này tối đi bắt ếch một cái như nách luôn Nhung. Nhung đi chỗ này mà nửa đêm mới ra làng. Mấy cái hàng này có không trời? Đứng đó đi ta đi qua đây cái Nhung. Trở lại. Ôi trời trời trời. Nổ rồi. Mệt quá. Trời trời trời. Cái gì giống trắng nữa à? Cái to. Con rùa vậy? Ây da. Thấy không? Trời. Hàng bên đây nó chuối qua bên kia. Chạy rồn luôn trời. Hết cả cá mua mua này không? Con ếch rồi ta. Rồi con ếch nó nhảy ra. Ôi nó còn ngồi trong đây nè. Ủa đưa cái tay vô thì đụng con cá mà sao chạy ra đường nào mình không thấy nè. Con
đây mà kiếm được cái hang không lâu là một hơi. Đẩy cái hao qua đó rồi. Ôi giống như nó kêu vậy anh em. Ôi trời ơi. Nó chạy như tên vậy đó. Dí dò mình nữa nè. Tha để coi coi. Con gì vậy? Cá ơi, gô gì? Hồi nãy cá nó tẹt gì mà nó hồi nãy nhảy vô hào luôn đấy hả? Là hiểu nhiều cái nào luôn rồi đó. Cá luôn. Hồi nay đi bên đây cá nhiều nè. Giờ giờ cái cây bờ hồi nãy quên đây bao tay giờ nó cắt chạy cái tay hết rồi. Đau đúng đau luôn rồi. Ở dưới này tặng lại gốc này không là chợ đâm đi như trong. Ôi, cái lỗi chập chả trời. Nó dựa cái mé không. Trời trời nó cắt chạy tay hết rồi. Qua đây đi. Qua đây đi nãy giờ mình không qua đây. Ê ta vô đây trước. Một cái hàng. Dù lắm. Rồi. Cái gì vậy? Cái chập hai lửa luôn. Chắc cái đi đi bữa nay chắc con đi la dậy hết á. Quá cá luôn rồi. Thấy không dẫn mày đi đi chỗ này không thấy hẳn hết nhưng cá đóng luôn. Ui trời ơi trời ơi dữ dội này. Đóng luôn á trời. Chạy cái nè đi lên. Hết biết cá rồi. Sao lại ít hang quá. Ừ hang không có mà lại cá quá trời luôn bị bà đúng rồi. Không có hang bởi nó vô không được nó ở ngoài mé không biết không. Qua giá này nhỏ. Ở đây có hang nè thấy không? Tao nói ở đây có hang rồi cái. Dạ. Ôi. Cái con gà bá cả nhà ơi. Bữa nay về gì là có canh chua ăn rồi đó mà. Cá này mà canh chua một cái tao nói luôn. Cô nè. Cô nè, cái này một đống luôn nè. Dưỡng ếch đi con. Ếch gì vậy? Hải đi. Còn cát này, cát lỡ nè. Cát lỡ nè, cát lỡ nè. Ôi, cái hang ha, để vô cái cát. Cộng, cành kia luôn. Vô đây cài, có hang bự không? Ừ.
Rồi cậu vô đây có cái hang một cái đi nha, thằng bạn nhóc. Mời mốt xuống cái chỗ này là mò hết sảy luôn đó nha. Quá cá luôn. Ủa rồi. Cá này cái nào cái hàm quá chạy là dính nhiều. Rồi. Nửa nữa rồi. Dĩa nhũng đầy bụi phao luôn rồi. Ôi trời ơi, ôi trời, con hết nhảy mất tiêu rồi. Còn quá làm cái ghe luôn nè. Cái này hang một đống luôn cái môi nhưng mà không mò. Ôi Tuyết gì vậy? Ôi má má gì má gì mà má lia má lịa hết à? Hả? Sao kêu ba đụng bịch bịch hết à? Ừ đụng cánh cánh vậy nè, đụng cánh đụng cành cành vậy nè. Ôi ôi dạ. Ôi dưới giò này ta. Ôi thôi mình về bà Tám ơi. Khoan lấy cái hàng này cưng chứ. Ơ nhóc phải chơi luôn. Một hàng éo nẹ luôn. Một hàng éo nẹ luôn hả? Là cái gì? Cá. Ôi dồi ôi. Ủa nhảy mà hém nhung. Đè cái nhà ơi. Dính chắc mày nhảy đi. Cái hàm có một cái mề mề thôi chiều luôn mà khỏi thèm lên. Hàm bởi vì nhung nhung bởi đó. Ôi dạ. Dính dính cái sạc luôn nè. Để thao ra men đi ra là có không chuyện thấy gì nhìn rắn gì kìa. Phải không? Phải không? Đem quay hành quả cái em đó. Hành quả nãy giờ em bảo chú ơi, chưa thì trời chừng hết nữa. Hết rồi, chạy hết là nha. Ừ. Hành quả nè bà chú. À trời cũng tối rồi, mình cũng xin phép tặng về ông bà chú để tối hù còn đường nhà còn xa nha. Bây giờ nãy giờ cảm ơn bà cô chú đã theo dõi hết clip của nhỏ miền Tây nha. Nếu bà cô chú thương yêu nhỏ miền Tây thì nhớ đăng ký kênh để có động lực ra clip mới cho bà cô chú xem nha. Bây giờ trời tối rồi, xin phép ông bà chú về ông bà chú rồi, bye bye ông bà chú nha.